Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị nha anh chị. Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube Gốm Nhật Xuân Lãng nha anh chị. Rồi những dòng sản phẩm bên em lên, anh chị yêu thích món nào anh chị nhắn tin trực tiếp hoặc là điện thoại qua cái Zalo nha anh chị, 0913 nha anh chị, 330469. Rồi em anh chị, bên em là ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ nha, ship toàn quốc bao bể mẻ. Rồi anh chị yêu thích món này anh chị cứ điện trực tiếp qua cái số nha anh chị, nhất qua số bên em lúc nào cũng trực máy nha anh chị. Mong anh chị đăng ký kênh để lúc em lên sản phẩm anh chị nó sẽ hiển thị, sẽ thông báo cho anh chị nha. Rồi em cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái dĩa họa tiết hoa đào nha anh chị, họa tiết là hoa đào nổi cộm nha anh chị, hoa đào nổi cộm luôn. À, xin lỗi, hoa đào không nha anh chị, không có nổi cộm luôn. Cái vò đây nó gọi đường kính là 31 anh chị, đường kính 31 nha. Dĩa này là có truyện thì ok nha anh chị, dĩa này là có truyện kính đầy đủ luôn. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là 31 nha anh chị, 31. Rồi dĩa này em bán cho anh chị 300k, 300k dĩa này nha anh chị, 300k anh chị chốt giùm em mã gì, mã L1 nha anh chị, 300k mã L1, 300k mã L1 nha anh chị. Mấy cái này anh chị làm một, anh chị làm cái dòng trà là ok anh chị, để một bình trà hoặc là 10 cái ly chính giữa anh chị đấy, anh chị thấy không, để xung quanh cả 10 cái ly luôn nha anh chị đó. Cái này là bán về dầm trà rất là đẹp luôn, L1 300k. Rồi tiếp tục một cái dĩa này anh chị, hoa mẫu đơn và họa tiết là hoa đào nha anh chị. Dĩa này không có truyện mà cốt thì cốt rất là nặng nha anh chị, cốt dày nặng luôn nha, cốt là ok rồi. Đường kính là, đường kính dĩa là 31.5, viền là viền sô cô la nha anh chị, cao của dĩa là 4 nha, cao của dĩa là 4. Dĩa này siêu đẹp nha anh chị, dĩa này siêu đẹp không có truyện. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là 370k, 370k nha chị. Đấy, 370k chốt giùm em mã L2 nha chị, 370 mã L2, 370k đẹp nha chị, cốt dĩa nặng nha, vẽ tay nha chị rất là đẹp luôn, 370k chốt giùm em mã L2. Đúng rồi, đồ nhà nó vừa giữ dài không sao. Để đưa cho anh. Còn gì nữa không? Không. Rồi cái này nữa anh, này là họa tiết là hoa mẫu đơn luôn, cũng là đào nha anh chị, viền là viền ok nha anh chị, viền ok. Dĩa này cũng không có truyền nha anh chị, dĩa này cũng không có truyền luôn nha. Đường kính dĩa này là 31 anh chị, đường kính dĩa là 31. Dĩa này em bán cho anh chị với giá là 380k. 380k anh chị dĩa này nha, 380k anh chị chốt giùm em mã L3. Mấy hôm nay anh chị mấy cái dòng dĩa này là em sale toàn bộ hết nha anh chị, do em mới nhập về số lượng rất là nhiều thành em sale giá là thì cũng rất là nhẹ nha anh chị. L3 380k. Mấy cái này làm dòng trà là ok luôn. Rồi tiếp tục một cái này giống cái này em ta. Để giống này. Nó thằng nhất em phải cài vô bò cái nó. Rồi chồng nha. Đường kính là 32 nha anh chị, đường kính là 32. Cái gì bộ dĩa em chồng lên cái đó một hôm á. Đường kính là 32 nha anh chị, đường kính là 32. Cái này là họa tiết là vẽ chim. Họa tiết vẽ chim nha anh chị. Cái này có nó bị keo nha anh chị, chính giữa này là một cái keo của Sakura họ để giá. Cái này có một cặp chim nha anh chị đấy. Dĩa này là cũng không có truyện, rất là ok luôn. Rồi em bán cho anh chị 350, 350k. Đường kính là 32 nha anh chị, 32 mà 350k thì rất là ok nha anh chị. Mấy cái này rất là rẻ nha. Rồi L4, L4 nha anh chị, 350k cho anh em mã L4. Ok đẹp luôn. Em mở những cái chồng, cái chồng đó, cái chồng hôm đó. Đó, 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 đó.
trồng vô. Rồi em lên một cái bình trà nha anh chị, bình trà. Bình này là siêu bự luôn, bình này tầm 1 lít rưỡi nha anh chị. Bình này là tầm 1 lít rưỡi nước nha anh chị, 1 lít rưỡi. Đại luôn. Bình này là cốt mộc nha anh chị, cốt mộc. Dòng này là có chuyện đó, là những cái bình này là anh chị, những cái bình này mình biết nha. Thì bình này kỹ là dưới này nó có độ rạn nha anh chị, nó có một cái đường rạn nha. Có một cái đường rạn, bình này rất là bự nha anh chị, có một đường rạn. Lập thì lập tổ ong. Lập tổ ong nha anh chị đấy. Nói bình này mình chưng mình chơi cũng ok này. Miệng là 7 nha anh chị, cao là 15 nha. Miệng 7 cao 15 nha anh chị. Bên này là 1 lít rưỡi nha. Bên này lại bán chị nó rạn ở dưới này, còn phần trên thì nó ok nha anh chị, không tì vết. Tuy rằng cái này là chưa qua sử dụng anh chị. Cái này là cốt mộc. Chưa qua sử dụng nha. Rồi bình này em bán cho anh chị 300k nha anh chị, 300k cái bình này nha. 300k dung tích là 1 lít rưỡi nha anh chị. 300k chốt giùm em mã L5 nha anh chị, L5 300k mã L5. Siêu đẹp. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là một cái chậu để thả hoa nha anh chị, chậu thể để thả hoa. Chậu này là một cái chậu mộc nha chị, để thả hoa thần tài nè chị, mộc nha. Men chỉ. Mộc này là men chỉ nha chị, dòng mộc là không, cái này là không có chuyện nha chị, không có chuyện. Ở trong là cái này là mới luôn, chưa qua sử dụng luôn nha chị. Tầm cũng là 2 kg nha chị, tầm cũng là 2 kg nè. Đường kính là 30, đường kính là 23. 23 nha anh chị, cao là 9 nha, 23 cao là 9. Rồi cái này em bán cho anh chị 300k. 300k khay mộc này. 300k chốt giùm em mã L6. 300k anh chị mã L6 nha. Cái này mộc dày anh chị nhìn nè. Nó dày độ tầm là 7 ly nha anh chị, độ tầm dày là 7 ly nha. Cái này là cốt mạng rất là dày luôn anh chị, để thả hoa nha anh chị, để thả hoa thần tài nè. L6 300k. Đưa chị ba cái ly đen. Rồi em lên ba cái ly nha anh chị, ngũ sắc vẽ vàng nha anh chị. Vẽ vàng ngũ sắc, gọi là cái này là không phải là màu đen mà kiểu như nó hơi nâu nâu nha anh chị. Dĩa này cái ly này nó hơi nâu nâu này. Đó anh chị. Anh chị nhìn hoa là vẽ vàng nha, đắt vàng luôn anh chị. Viên là vàng luôn. Truyện ok luôn, truyện thì vàng luôn. Đường kính ly là 7 và cao ly là 6. Bộ này 3 chiếc 200k. Bộ này 3 chiếc 200 nha anh chị, 200k chốt giùm em mã L. Mã L7 nha anh chị. 3 chiếc 200k mã L7. Siêu đẹp nha anh chị, báo anh chị là siêu đẹp luôn nha. Truyện anh chị, truyện là truyện vàng nha anh chị, truyện vàng. Họa tiết là hoa vàng. Viền là viền của ly vàng luôn. Rồi em có 4 chiếc anh chị, 4 ly này là 4 1 tam thái 1 lam. Một là một chén tam thái nha anh chị, một chén tam thái. Cái này là một cái chén nha anh chị, không phải là ly nha, chén. Một là tam thái, hai là họa tiết là lam, ba là mộc nâu, bốn là mộc ba màu đen. Rồi đường kính là 11 nha anh chị, cao là 5. Rồi bốn cái chén này em bán cho anh chị 200k, bốn chiếc nha. Chén nha anh chị, cái này là chén nha. 11 là dòng chén. 11.5 nha anh chị là dòng chén. 4 chiếc 200k. Anh chị chốt em mã L8. 4 chiếc 200k mã L8. Rồi em lên hai chị hai cái mộc nha anh chị, hai cái mộc.
hai cái mọt này là rồi cái này chị, cái này là mọt mà kiểu như nó có chân có đến chuyện thì cũng lạ anh chị. Cái này thì hai cái giống nhau, cái này thì cái to hơn nó có cái lỗ, còn cái này thì nhỏ hơn nó có cái chuyện nha anh chị. Và cái này nó hơi mạch, nó hơi rạng một xíu, mạch nó hơi rạng một xíu anh chị. Đấy hai cái này nha, rất độc lạ luôn. Cũng đẹp ta, cũng đẹp đó chứ. Rồi em lên hai lúc, hai chiếc một lúc. Đường kính là miệng là cái này là 8.5, cao là 7. Còn chiếc này đường kính là 11.5, cao là 9. Rồi cặp này anh chị, cặp này siêu đẹp thật tình luôn á. Rồi cặp này bán cho anh chị là 120k. Em bán anh chị là cái này hơi rạng phần trong nha, hơi rạng phần trong một xíu, 120 nha anh chị, 120 giá bình thường luôn nè. Quá đẹp, 120k anh chị chốt cho em mã L, mã L9. Một cặp 120 bán luôn một cặp cho anh chị luôn nha. Em bán ưu tiên cho là một cặp luôn, em bán một cặp luôn. Một cái bình 2 cây hôm qua là để cho cô rồi ha. Rồi em lên một cái bình nha anh chị. Bình này là nhận như là nó là một cái bình cutani. Bình cutani nha anh chị. Bình cutani. À, cái nắp này của bình này là có một cái chóp núi Phú Sĩ nha anh chị đó. Một chóp núi Phú Sĩ, họa tiết là cutani nổi cộm luôn. Và anh chị phía sau là có truyện nha. Lọc thì lọc tổ ong, những cái dòng này là lọc thì ok rồi nha chị. Lọc thì ok, những cái dòng này là dòng cutani xưa. Dung tích bình này là 200ml. Dung tích bình này là 200ml anh chị. Lấy ly to liền nít á, em xả liền nít á. Rút ly to đại nhất á. Chị cái à, cái bình này em bán chị là có một ngay chỗ miệng anh chị, ngay chỗ miệng bình này nó một xíu, có một xíu bị dâm dưới phần dưới nha anh chị, phần dưới nha, cho phần trên thì ok. Đó, phần dưới một xíu chỗ này và có hai cái ly. Set này em bán cho anh chị là 600k nha anh chị, thật tình luôn. Nếu cái bình này nó không ok, nó dạng như nó ok, nó không tì vết gì, riêng cái bình này bán đã có giá 800. Anh chị, nếu bình này không ok, nếu bình này không là có giá 800 rồi nha anh chị. Đó, rồi cái bộ bình này bán cho anh chị 600k, có hai, một bình 2 ly nha. 600k nha anh chị. Ly là đường kính là 7, cao của ly là 5. 600k anh chị chốt giùm em mã L10. 600k nha anh chị, mã L10 nha. Rồi 1, 2 ly, 3, 4 nha anh chị. Cái này em có 4 cái chung nha. À, cái này là, xin lỗi, cái này là cái chén nha anh chị. Để anh chị cái chén nha. Anh chị múc tương, múc chấm nè. Cả kể uống trà thì cũng được. Ừ, cái này là chén nha. Đường kính là 9, cao là 5. 4 chiếc này 70k. 4 chiếc này 70k nha chị. Anh chị chốt em mã L11. 4 chiếc 70k L11. Đây là 10 này. L10 600k này. Đó, đó L10 này. L10 600k. Rồi cái này 4 chiếc 70k chị, vừa là có truyện nha. Vừa là lam họa tiết đẹp. Cái này anh chị làm nước tương nước chấm là ok nha. 70k 4 chiếc này rất là bình dân nha chị, giá thì rất là ok rồi. Rồi em lên một cái kia này anh chị. Một cái tô nha chị, tô này là tô viền vàng nha. Một cái tô viền vàng, hai đai vàng nha chị. Đường kính là 10-20 nha anh chị. Bàn cao là 6. Đường kính 20 cao là 6. Hai đai này nó có phai viền nha anh chị. Hai đai vàng nó có phai viền.
nói chung cũng không đáng kể, nhưng mà em phải báo cho anh chị là anh chị những cái dòng vừa tới tay mình, những cái hàng nếu nằm trong hộp thì nó sẽ ok, và nếu nằm ở ngoài thì nó hơi vàng xíu, phai xíu nha anh chị. Đó, rồi cái này là dòng Bonchina nha anh chị, Bonchina Sango. Cái này là Sango nha anh chị, là một cái dòng men cao cấp nha. Đó, cái này em bán cho anh chị 300k. Nước ơi. Gió lên cao, gió lên cao. Kêu gì đó gì đâu. Kêu kêu. Nếu mà nước ở phòng trong thì giờ phòng trong ok, nó bị mía vài. Ờ, cái này nói thì để chút là từ đây, nói chút là từ lúc nào cọ nó hết, cọ nó hết rồi, có gì ông có cọ đã rồi xử lý mệt muốn chết, đừng có đỡ ừ ăn người hút lá người ta đi đổ mệt quá à. Đường kính là 19.5, cao là 60.5 anh chị, 300k nha. Cái gì cho nó nói đi, nhiều lúc nó cũng nhiều lúc đang live mà khách là điện mệt lắm, có sự cố mệt. Đường kính là xin lỗi, cái này là 300k L12 nha anh chị đấy. Dòng này là dòng Bon nha anh chị, dòng này là ở Sango nha, quá đẹp, viền viền vàng luôn nha chị, hơi khoai xíu cũng đáng kể luôn. Lúc nào cũng cọ nó vậy, thôi thông báo kêu cho nó mệt vậy, ông cọ nó thông báo đi cho thuốc tuần cuột luôn. Rồi bộ này ly chị, ly này anh chị, ly này ngoài là tam thái, trong là nam nha anh chị, ngoài tam thái trong là nam. Đấy, cái tô nguyên ôm bộ, nguyên bộ tô đó cho chị luôn. Ờ, ok. Lấy luôn nha. Em đi chỉ 3 còn nha. Đáng mua xong hàng. Có ở trong kia. Rồi, cái này em bán cho anh chị là 70k một cặp, để cô phải nhận hàng cái lô kia đã. 70k một cặp nha anh chị. Đấy, anh chị vừa lam vừa tam thái luôn anh chị, rất là đẹp. Ờ, hôm qua cô phải cô Yến hỏi cái dĩa Phật Di Lặc có dĩa to không? Có ông sùm kia mà đâu có thấy, nó không có nữa mới gớm. Nhiều hả? Điện nói đây, nói chung là giờ tôi cũng hết hầu. 70k cho chị mã gì em? L13 cho chị, 70k L13 nó dùng bây giờ cũng hết. Hai cái ừ, L13 ly này hôm nay là lên sale hàng đẹp. Cái này không biết nãy chị rửa có một cái dĩa mộc của cái bộ này, bây giờ không biết nó nằm ở đâu đây. Lấy vô đầu đó. Này mũi 4 hay mũi 5 rồi biết không? Mũi 5 chết chết à. Ờ, Dung ơi. Chết mũi 5 rồi, chồng mày là thằng nào? À, hôm nãy có một cái dĩa mọc là chị rửa mà biết là ở đâu rồi. Dũng con dĩa một cái dĩa không biết đâu á, để đâu coi thứ quằn quằn. Nó quằn quằn đây nè. À, không có ra đó không vô, không có một dòng mà không có thôi. Không, vô đây rồi. Vô nhà là mà không biết để đâu. Không, cởi bỏ đi. Chút chị ra chị tìm cho. Bỏ đi, chút ra tìm cho, giờ này không biết để đâu. Không. Cho một cái tô, cái dĩa nữa, nó có hai cái này mà chị cầm vô rồi. Cho chị nhớ là chị nó la lên. Không, cởi nó đi. Không, để chút nữa rồi. Rồi nha chị, em có một cái cặp ly xưa nha. Một cặp ly xưa và trong này là họa tiết là vẽ những cái chớp núi Phú Sĩ anh chị. Có một em dồn một cái giỏ anh cho hết vô đây nè, vô đây sàn ra hết. Một chớp núi Phú Sĩ anh chị đấy, một cái chớp núi Phú Sĩ. Và cái này là trong này cũng có truyện nha chị, ở bên ngoài cũng có truyện luôn nha. Để cho kính lại ra, ai hỏi ba cái dĩa 100k mà giờ không nhớ ai, có hỏi nó ok còn không, có đâu ok còn thì để ra ngoài giỏ kia đi, để qua ngoài giỏ mà không biết ai, để hỏi lại giỏ kia này, cái giỏ mà khách chốt một món giỏ xanh đó, em cho nó vô trong cái giỏ đó hết đi. Khách chốt một món cho vô đó hết đi. Không, mấy cái bình nhỏ em trong để tủ cho mấy cái hàng nhỏ sợ nó bể. Bỏ trong tủ lại, lấy cái bình ra bỏ lại trong tủ.
do mấy cái hàng nhỏ nhỏ này dễ bị bể, mấy cái hàng lớn thì không sao, mấy hàng nhỏ bể thì nó. Rồi nha anh chị, 2 ly nha. 2 ly này là chớp núi Phú Sĩ anh chị. Rồi cặp ly này em bán cho anh chị 100k. Cặp này anh chị đẹp siêu luôn. Phải nói là cái cặp ly này là rất là đẹp anh chị, 100k cái cặp này nha. Có chớp núi Phú Sĩ và họa tiết bên ngoài cũng có truyện, bên trong cũng có truyện nha anh chị. Đó, cái này em biết là rất là giá trị luôn. 100k. Nãy gì? L14 nha anh chị, L14 100k 2 chiếc nha. Rồi em lên bộ này anh chị, bộ này là một cái ly ngũ sắc lam nha anh chị. Cái này em có là 4 chiếc nha anh chị, 4 chiếc rất là đẹp luôn nè. Đường kính là 10, đường kính là 9.5 nha anh chị, cao là 5.5 nha. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị 120. 4 chiếc này là 120k, chốt cho em mã L15. 4 chiếc 120k L15. Rồi em lên một cái tô xưa anh chị. Tô này là tô xưa nha, cốt nặng dày anh chị, viền là viền sô-cô-la nha. Viền sô-cô-la đường kính là 21, cao là 7. Chính xác là đường kính 20.5 nha anh chị, cao là 7 nha. Anh chị, và cái tô này là làm tay nha anh chị, kiểu như là trong này nó có một xíu nè anh chị, nó còn xíu mà kiểu như là lỗi của tô nha anh chị, lỗi của cái người làm nha. Đó, cái này là cốt nặng nha anh chị, cốt nặng dày, tô chuẩn làm xưa rồi đấy. Phía sau anh chị đường kính là 20.5, cao là 7. Tô này bán cho anh chị là 340k 340k nha chị, cái tô này nha, 340k, chốt em mã L16. 340k tô xưa nha chị, L16, cốt này nặng dày nha. Rồi em lên một cái tô tam thái. Tô này anh chị, tô tam thái này là trong này là men tiêu nha chị, trong này men tiêu. Em báo rõ anh chị là cái tô này nó rất là ok rồi nha chị, từ đây qua đây chính nha chị, ngay chỗ này nó thiếu một xíu men. Anh chị nó gừ lên một xíu nha chị. Nhìn từ xa là tưởng dâm nha chị, mà không phải nha. Đường kính là 14, cao là 7.5. Tô này bán cho anh chị là 100k 100k, chốt cho em mã L17 100k L17 100k. Rồi một cái tô mộc anh chị, tô mộc mà mộc men chỉ, bên này là dòng anh chị có một chút pha những cái men của Banco nha anh chị. Tô cái ly này này đại bự luôn. Ly này đại bự luôn nha anh chị. Đường kính là 11, cao là 10, 100k. Tô cái ly này không có truyện nha anh chị, mà độ dày thì rất là nặng. Ly này tầm là trên nửa ký nha anh chị, trên nửa ký. 100k. Mã L18. L14 nha anh chị, L14 nha. À, xin lỗi. L18, 100k. Rồi em lên cái tô này anh chị, tô này lam vàng nha, lam vàng. Đường kính là 16 nha anh chị, cao là 7. Tô này em cũng bán cho anh chị là 100k luôn, chuyện ký thì ok, có đầy đủ nha anh chị. 100k. L19 nha anh chị, đó cái tô này là anh chị nhìn rất là đẹp nha. L19 100k. Rồi em lên một cái cặp phu thê anh chị, dòng Tio nha. Cặp phu thê truyện và vẽ truyện đỏ nha anh chị, truyện đỏ nha, cặp phu thê. Miệng của ly là 6.5, cao là 9. Đó. Rồi cặp phu thê này em bán cho anh chị là 250k một cặp phu thê nha anh chị, 250k. Chốt giùm em mã L20 nha anh chị, L20 250k cặp Tio nha anh chị. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.